Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả cả nhà đã theo dõi kênh của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ nấu món, đó là món canh hủ qua dùng thịt với tim gà xào sả ớt nha cả nhà. Ăn chung với cơm nóng rất là ngon tuyệt vời nha. Cả nhà thấy video này hay cho mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ bạn bè mọi người cùng xem nhé, cho vui nha. Chào mọi người rất nhiều nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Nhà ơi, mình đã chuẩn bị sẵn hết những vật dụng để mình làm được một món hủ qua dùng thịt, canh hủ qua dùng thịt và tim gà để mình xào xà ớt nha cả nhà. Đây, những quả tim gà nhỏ nhỏ nè cả nhà. Đây, cái gì nè, đó, tim này cả nhà. Đó, mình để xào xà ớt nha cả nhà. Chi hủ qua mình cũng là thấy hột ra hết trơn nha cả nhà. Đây, mình sẽ dùng thịt bằm nha cả nhà. Xả này để mình xào tim gà nha. Mình sẽ dùng 3 trái ớt và 2 tép tỏi nha cả nhà, và hành ngò đầy đủ nha cả nhà. Bắt đầu mình tiến hành, mình sẽ ướp thịt bằm với ướp gà, tim gà nha cả nhà. Đây, mình sẽ dùng 3 gram sả nha. Nhà mình cũng đã ướp thịt bằm xong nha cả nhà. Bắt đầu sẽ trộn lên nha. Để trong 2 phút gì đó bắt đầu sẽ dọn qua nha cả nhà. Đó, mình để trong 2 phút bắt đầu sẽ dọn qua nha cả nhà. Mình sẽ bắt nước lèo lên trước nha cả nhà. Nhà ơi, mình đã nêm được và những tỏi này cho nhà, để mình quậy lên để cho nó tan trái tỏi và hành lá cho nó thơm nha cả nhà. Và bắt đầu mình sẽ đổ nước vô nha cả nhà. Đây, mình sẽ đổ nước vô nha. Ai mình cũng đã đổ nước vô nha cả nhà. Nước canh vô để đợi nồi canh hủ qua sôi. Bắt đầu mình nước canh hủ qua sôi, bắt đầu mình sẽ dồn thịt nha. Hủ qua mình sẽ dồn thịt hủ qua vô nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi nước canh sôi nha, dồn hủ qua nha cả nhà. Nhà ai mình cũng đã dồn thịt vô hủ qua hết trơn nha cả nhà. Đợi nước canh hủ qua sôi mình sẽ thả vô nha cả nhà. Đây, dồn nha cả nhà. Nấu 5 trái nha cả nhà. Quá ngon. Nạp nén ngon quá. Trong thời gian hủ qua chín bắt đầu mình sẽ lại mình trộn đều cái này tiêm gà xào ớt đều, bắt đầu mình sẽ xào nha cả nhà. Để trong 2 phút mình sẽ xào nha. Đây, nha. Để trong 2 phút nha, sẽ xào nha cả nhà. Xào sả ớt nha. Đây, mình xào mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Được đã, mình sẽ chảo nha, mình sẽ chế dụ luôn nha. Mình thắng nước ngọt nha cả nhà. Đó, nước ngọt nha cả nhà. Cái nhà ơi, canh hủ qua cũng đã sôi lên nha cả nhà. Nước canh cũng đã sôi lên nha. Đây, bắt đầu mình sẽ thả mấy trái hủ qua vô nha cả nhà. Đó, thả vô nha cả nhà. Nó đợi sôi lên trong vòng 2-3 phút vậy đó, nó sẽ chín nha cả nhà. Sẽ múc mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Cho đường vô xoài lên cho nó vàng, thắng nước vào nha. Nó tỏi vô xíu cái vàng cho nó thơm nha. Xem cái nào nó đỏ mình sẽ đổ tim gà vô, xào sả nha, đổ sả vô luôn nha cả nhà.
nó vàng rồi, mới độ con gà vô xào nha cả nhà. Cái nhà xào cũng là vàng lên nữa cả nhà. Để xả nó đầy dạng lên nha cả nhà, hôm tôi sẽ đổ vô nha. Chỉ còn đều lên nha cả nhà. Còn đều lên để mình nó thấm xả với gia vị vô nhau nha cả nhà. Hồi này mình đã ướp trước rồi nha cả nhà. Rất là ngon nữa. Thấy ngon chưa? Qua xôi mình sẽ giảm đồ lại, sẽ giảm đồ lại để cho nó dớt bọt phần trên ra nha cả nhà. Chưa chín nha cả nhà. Xanh lắm cả nhà ơi. Mình sẽ giảm lửa lại và mình sẽ đẩy nắp lại tiếp nha cả nhà. Cái miếng nước vô cho nó chín nha cả nhà. Đây, có. Đây nhìn quá im. Cái lưỡi nha, cái lưỡi của dịch đó, lưỡi của dịch nha, im dịch. Im dịch im gà luôn nha cả nhà. Cái nhà ấy đã hoàn thành được một căn hộ hai nha cả nhà. Tắt bếp nha cả nhà. Đây, đó. Siêu ngon chưa? Trời hoa nè cả nhà. Tròn quay à. Nó ngon nha cả nhà. Xong hai món luôn cả nhà. Sẽ cho miếng tiêu vô nha cả nhà.